cái này cho mấy đứa ăn, mấy đứa chịu không? Đã lớn lên cây. Chịu. Dữ dằn thiệt, hai quẩn. Phái như hai quẩn phái lắm mà. Mà ham không phái xúc xích nhỏ, phái xúc xích bự. Đó là lấy ham ăn rồi. Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại thì mấy chị em mình đang ở cái bãi săn trước cái chòi để làm món xiên que hạp cẩm nha. Thì hôm nay là xiên que hạp cẩm là có rất là nhiều màu sắc luôn, nhìn hấp dẫn chưa? Là bắt mắt. Đây là bắp vàng, đây là khoai tây, cái này là gì quên nhiều quên tiêu rồi, đậu bắp, ớt chuông xanh với đỏ nha. Còn đây là cà tím, đây là chả chiên trứng cút, nó có cái phần trứng cút ở trong rất là ngon. Còn đây là miếng chả miếng nè, nè xúc xích bự nè, kháng phái nè. Còn đây là xúc xích nhỏ. Đây là chả ốc nè, rồi tôm nè, rồi chả cá, rồi chả bò nè, rồi tàu hũ nè, rồi trứng cút nè. Đó, ăn kèm chung với mấy cái loại tương nè các bạn. Thì tương xí muội nè, rồi tương ớt nè, với lại tương đen. Bây giờ thì cùng làm với lại mấy chị em mình nha. Rồi mấy đứa thì xiên đi mấy đứa, để chị sắc cho mấy đứa xiên. Mẹ ơi. Chị con. Mẹ mẹ. Dì ba ơi, con cũng xiên luôn nè dì ba. Con cũng xiên luôn phải không? Này dì ba có cắt làm hai nữa dì ba. Không, mình để gì đó mình xiên luôn. Mẹ, cho con trứng một chút đi mẹ. Ờ, chút chín rồi mẹ cho con ăn nha. Dì ba ơi. Nè, mấy đứa. Xiên màu này xong rồi tới cái màu kia, xong rồi xen ớt rồi xen cái đậu bắp này vô luôn. Lấy. Lấy về cái mâm này xin vô giữa đây. Bây giờ cái này để lên ghế nè, bưng nó lại lên ghế đi. Lấy ghế lại chị. Bưng lên lại. Cố lên. Đó, ngồi xích vô, ngồi xích vô. Mình để mình đâm xiên riêng một ai một que đi, mà mình đâm nguyên đậu bắp riêng đi, đâm lại cà đi, còn mấy cái kia thì mình đâm xiên chung. Chạy cái đó anh ta xiên vô mỗi cái thứ và cho bà xiên nguyên cái cặn nó luôn. Trời ơi, kìa cái que cũng khăn kìa. Oh, wow. Đó. Chị để ớt xanh với ớt đỏ chung luôn, lộn xộn nha, mấy đứa lựa nha anh chị nha. Cà này hỏi anh đã gì chưa sao đi. Em đã hoàn thành một que. Đúng rồi, không có cho nhí ăn nha. Yeah. Con cũng đang game chứ không? Con cũng đang game. Ý là người ta nói là người ta làm là người ta cũng có ăn đó. Ủa Sinamil đi đâu có tiêu ta? Nó sàn này. Xin mấy đứa chửi ơi. Con chạy gì con không làm được. Con không có làm được. Con không có làm được cho nên con đi chơi. Thử một cục coi nó sôi chưa. Ủa.
Chị hả? Chị Chiên đây. Chiên rồi chị sẽ thưởng thức. Rồi đưa đây qua cho chị Chiên nè mấy đứa ơi. Ủa sao của người ta chiên sao nó dãnh dãnh, mình chiên làm nó dãnh. Lấy cái gì đựng nè. Đây là những cái xiên que của những đứa bé làm nè các bạn. Nhìn đủ màu sắc ghê chưa? Xanh, đỏ, tím, vàng, trắng. Ủa có tím nữa hả? À biết nói thí. Nói cho dằn điệu chút xíu mà. Mẹ. Ơi. Mẹ. Giang ra con, giang ra nóng. Giang ra. Để ra con. Để luôn. Nhưng mà ăn không biết có mất miệng không. Cầm lên đi đứa. Này cũng máu ha. Đây, em mang chích nha. Ờ, mang chích đi chị. Này để dành cho mấy đứa ăn đi, chút nữa chị ba chỉ thích ăn đậu bắp nè, ớt chuông nè, với khoai tây thôi. Đúng rồi. Ăn cho đẹp da. Này ớt chuông thôi. Này ớt chuông thôi. Bây giờ quanh cũng khoai tây với tôi nữa. Chị ba không thích ăn những cái này đâu. Mưa. Tắm mưa luôn. Rồi em nào xức một cục rồi. Em nào vậy? Nè mấy đứa hỏi mấy đứa xiên khoai tây riêng một khâu cho chị nha. Khoai tây không á. Chị ba chỉ thích ăn khoai tây thôi. Bắt quá mấy đứa xiên một bắt riêng luôn. Cà chua. Đâu cà chua đâu? Cà chua. Ớt đỏ mà anh nói cà chua dễ sợ anh thiệt chứ. Nãy giờ không ai nói tới chứ. Con đây nè mẹ. Rồi một em đã sức nữa rồi. Hoài vậy. Sức cục nào dứt cục đó. Mấy đứa ơi xin khoai tây đi cho chị Hai Chiên đi khoai tây đó. Ông chả này. Cầm lên. Cái này chiên cái nó phì lên đã ha. Phì phì. Thối quá, khóc luôn rồi. Mẹ cái cây của con nè mẹ. Đâu? Đẹp dữ hả? Ôi cây của bé Nhí làm rất là đẹp luôn. Mẹ cây con mẹ. Tự diễn tự chê rồi tự luôn. Chị ba nó nặng quá nó cong luôn nè chị ba. Ừ. Có bốn cục mà nó nặng quá nó gãy luôn. Thối quá, thối quá. Khóc rồi, khóc rồi. Chị ba cái cây này gãy rồi để nghe trường gì luôn nghe chị ba. Ừ. Khỏi hướng các bạn ơi. Thối quá, khỏi. Chị từ đầu cũng khói theo cái đó à. Chạy là thượng sách. Đúng rồi đó hao. Đó, đúng chưa? Đúng chưa? Bàm sáu kế. Chạy là thượng sách. Là mỗi ngày á con dẫn từ nhỏ bằng bằng beo á. Con rồi cái con bị cháu được khen đó là thầy 25 kg chạy hướng sách con chạy hoài luôn, cháu được hoài luôn.
đưa đây cho chị. Con làm gì mà chó gượt vậy? Con chưa làm gì nó luôn mà nó gượt con à, không biết là rồi. Chó ghét Nhí. Đó là không biết sao rồi con Nhí nó lại xin tiền không trả tiền để chó gượt. Có đau. 36 kế. Nhớ nghe tiền. Mới mốt 36 kế nghe tiền. Nhìn xanh xanh đỏ đỏ nhìn đẹp quá ha. Ăn sẽ rất là ngon. Ủa bắt cũng thiên được nữa đó hả? Con chỉ làm chỉ có hai cục nhỏ thôi. Nãy giờ mọi gì mỗi chi. Nhớ về. Nhớ. Hai cục. Đây được mặt dễ là nè quý vị ơi. Ồ ồ. Chạy lên nhà lấy cái mâm đi lại. Cái mâm mới cân đẩy lên nhỏ. Mâm vuông á. Mẹ, mẹ, mẹ. Mâm tròn bự cũng được, nó tại vì cái này nhiều lắm. Mâm vuông đi. Mẹ mẹ cái cây của con nè mẹ. Sao? Ừ, cái gì mẹ cũng khen Nhí hết. Khen em tiếng rồi. Xấu ớt. Ờ khen. Bà hồi bà định đi ăn nha. Sao không ăn rồi. Ai làm xấu hơn Nhân Dương chứ. Con gái của mẹ là làm đẹp nhất ha gác. Mắc ế sức. Ế sức à. Không tính cho luôn nè. Lên nhà cậu đừng ở đây là thối lắm. Chị Út phát biểu linh tinh. Mẹ con mèo mà mèo ai thấy em chích sức hả mèo? Ờ rồi cây của con mèo kìa. Bởi vì mèo tử và kiếp sức tại chị ba. Vậy là mèo thấy em chích sức. Gỡ hai cụ bắt nó ra đi vô. Hai cụ bắt nó chiên để vô chiên được đâu. Cây mới làm mà. Xấu quá, xấu. Xấu mà. Đẹp. Trai mẹ làm đẹp không à. Con? Sao đây mình ghim nha, mình ghim một sâu ghim con cũng đẩy chân nó đó. Mẹ ơi. Con. Miêu giờ hai cho con cây này nè Miêu. Chịu không? Quê luôn. Tròn gái tôi. Hai gái. Nó. Trời ơi, mấy con rùa này nó ham ăn. Quýnh nó nè. Ngủ đi. Chưa tối chị ba ơi, mặt trời chưa lặn. Ngủ rùa mấy đứa ơi. Ăn rùa sẽ có hại cho sức khỏe lắm mấy đứa ơi. Nói chuyện về quay ngân nhau cho em đây. Mấy đứa ơi, mấy đứa. Chút chảy tay của con luôn á. Ủa nãy chị làm cái này sao vậy? Ow. Tên tên đây là thành quả của mấy chị em mình từ giờ ngồi xỏ sâu đổ mồ hôi chảy nước miếng sâu nước thì đã xong rồi các bạn thì đã xong viên mâm xiên que hợp cảnh. Bây giờ xin mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng thưởng thức xiên que hợp cảnh với mấy chị em mình nha. Rồi bắt đầu ăn thôi. Được ăn gì? Con ăn chút chút nhỏ. Ăn chút chút nhỏ hả? Rồi. Đó, bây giờ mình sẽ ăn cái này nha. Mày cứ chú ăn chút chút đâm que với con. Đâm que. Mày cứ chú ăn chút chút. Mày cứ chú ăn khoai tây với con. Ngon quá các bạn ơi. Mày cứ chú ăn bí tây. Miêu ăn đi con. Sữa chấm không? Ngon mà. Sữa chấm không Miêu? Ngon. Sữa chấm không? Ngon. Đó. Ở đây. Rồi Miêu chấm bên đen nè. Cái cục chả mà nó có chấm bút ăn nó ngon.
Đúng rồi. Con cắm bên đi. Nè, sang lại cái này nè. Phần còn lại còn rất là nhiều luôn các bạn. Nguyên một thời luôn. Nhưng mà mình phải chia từ cho con cái mình ăn lắm nha. Cắt cho con cái nước bự nha. Ớt này ngon ghê bạn. Nó ngọt. Cục bò nữa ngon. Cái này nó ngon. Rồi. Mày cho chú ăn xúc xích. Mày cho chú ăn xúc xích chứ con. Ừ, cho ăn không đi. Ăn không? Tao giỏ. Nhí làm thấy ghê quá. Giỏ. Ngon chưa? Khoai tây ngon ghê luôn á. Ăn khoai tây là đẹp da. Nãy giờ ăn một cục khoai tây rồi đó. Tụi bây giờ thì cái mâm các bạn cũng đã thấy rồi, nó đã dịch rồi. Công nhận. Mấy bé nhà mình ăn ghê gớm thiệt. Lên lửa mà cài cào luôn. Ồ, mình sẽ thử một cái thâu chín cục bể. Nóng quá chị ơi. Mới nóng nha con, mẹ mới vớt ra nóng đó. Nóng. Nóng nhiều rồi. Chiếc cục này mới vớt ra nóng. Thấy chưa? Nóng luôn rồi. Này chiên nó bở quá. Nó không có ngon bằng cà nướng. Không. Tại có lợn cà. Không. Cái lợn cà mà cà dường mình á, nếu không nó ngon. Con này là thịt. Cái này là chả ốc. Rồi. Ngon khen kìa, dễ sợ ảnh thiệt chứ. Một tay ảnh ăn xúc xích, một tay ảnh cắn tàu hủ. Giả hoàng. Ừ, giả ốc nó sật sật. Nó có phần ốc ở trong đó. Sật. Cái miệng ăn thấy cưng dễ sợ. Thầy găng. Rớt rồi mẹ ơi. Rớt bởi rồi. Cái hủ nó dòng này là nó ra lò. Chị hai đứng luôn rồi nha, ừ. Chị hai không ngồi nữa nha. Ừ. Ngon quá à. Nói chưa. Hôm nay á mấy chị em được cái buổi xuyên que mà ngồi ở dưới cái bãi đất ở trước cái chòi này các bạn rất là mát mẻ luôn. Mà buổi chiều á ở đây nó rất là yên tĩnh luôn, thì mấy chị em mình bài về ra để mình tự làm, mình tự ăn, nó rất là hấp dẫn, rất là bắt mắt. Cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị, các bạn đã quan tâm theo dõi video của mấy chị em nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha. Bye bye.